Hello, xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người, chào buổi sáng. Bữa nay lên trộn đất, mình trồng ít dâu. Đất thì trộn hoài, trộn thì không đủ trồng, bao nhiêu cũng không đủ trồng hết. Bởi vì ngó nhiều nè, rồi dạo này trồng rau được rồi. Thì mình trồng rau, rồi trồng nè. Nó có cái rau dền đó mình cũng trồng ở trong chậu, tại vì rau dền đó nếu mà chăm đàng hoàng á là ăn lâu lắm. Nó rau dền đó là kêu rau dền Nhật, ăn cũng lâu lắm, cho nên là mình trồng trong chậu thì mình có thể để được lâu hơn. Còn trồng ở ngoài thì lâu quá đó, cái mình không có chỗ để mình trồng rau, mình gãi giống rau á, cho nên là trồng trong chậu. Rồi mình trộn đất đây nè, đây đất đây là mình có trộn một nửa đất nửa phân bò rồi, trộn xong rồi. Rồi giờ mình lấy ít phân hữu cơ đó, phân con én nè, phân mà hột nè, không phải hột đó, nó kiểu như một phân là phân hữu cơ mà kiểu như là người ta thường hay bón cho bông rồi đó, mấy cái trồng hoa rồi này kia đó, họ hay mua về họ bón. À, mình ở trên thấy trên bao bì nó để có con én là mình kêu phân én đó. Rồi mình trộn ít, mình có mua ít sơ dừa nè, mình trộn ít thôi, không có trộn nhiều, vì sơ dừa bên đây rất là mắc, bên Việt Nam mình thì nó rẻ chứ bên đây mắc lắm, cho nên là mình mua ít là mình cũng trộn ít nè. Rồi mình bỏ thêm ít vỏ trứng nữa nè, vỏ trứng để nhà mình ăn đó, ăn rồi cái mình bỏ đó, mình dồn đó, cái mình xách mình đi phơi xong cái mình bớt ra. Rồi mình trộn vô gì đó, đây là cách là mình trộn đất, trồng dâu, trồng rau rồi đó. Mình lấy ngó hình là mình trộn gì không, còn nếu mình không có phân hữu cơ, mình không có sơ dừa thì cứ trộn phân bò với đất thôi. Mình trộn lên, mình lấy ngó, mình trồng rau, trồng dâu đó. Hồi nãy trong cái thùng hồi nãy nó có ít một ít dôi, cái trắng trắng này kia bằng dôi, nó cũng khử trùng đất đó. Mình trồng mà đất lâu rồi đó thì mình có thể lấy dôi mình bỏ vô mình khử trùng. Nó rồi cái trộn đều lên vậy là mình lấy mình trồng thôi. Mình để đây một hồi mình xúc vô mình trồng đó, cái rau dền nè, cái rau dền Nhật, cái lá của nó thực hơi dài ha, nó cũng loại xanh như lắm, nhưng mà cái cây này sao nó hơi trắng đó. Hôm bữa mình trồng mấy cây nè, hôm bữa đợt đó mình trồng mấy cây rau dền đây nè, rồi cái mình có lấy hột nè đó cho cả nhà xem, mà nó rất hột nó lên nè, nó thấy cây rau dền không đó, rồi mình xách mình bấn ra mình trồng. Hôm bữa mình lấy ít giống nhiều lắm, rồi giờ nó rớt xuống nó lên đó, rồi mình lấy mình trồng thôi, chứ mình chưa có rải hột. Đây, mình hôm bữa nè, mình cũng mới vừa bấn, nó mọc ở bên dâu mình trồng ngoài đất á, rồi mình xách mình bấn đây mới có 2 ngày sao á, sợ nó héo cho nên là mình phải để vô trong mát, để cho cái gốc nó dễ, nó ra dễ đi ha, cho nó đứng cái cây đi rồi mình đem ra nắng đó. Mình trồng trong chậu gì đây, còn đây là ngó bữa nay nữa nè, bữa nay là ngó nè, lấy cũng quá trời nhiều luôn đó, lên xung xem mà trồng chưa trồng hết đó, cả nhà thấy nhiều chưa. Còn đây là cái kệ mình mới vừa làm xong là ngày hôm qua nó, rồi hồi tối có đèn á, rồi mình lên mình bỏ lên thử, nó là cái kệ này mình mới đóng nè, là những cái cây tre, cây dán này là dán bỏ á, rồi mình lụm rồi đóng lại cái kệ, chứ để ở ngoài á mình để gì nè, đâu có chỗ để đâu, nó kê như gì thì không có chỗ kê, nó không chỗ để, cho nên là có dán thì mình làm cái kệ cho nó cao cao lên như cái chậu này nè, còn treo lên thì
phải có dây nè, rồi phải có cây, mà cây phải cho chắc nữa. Nếu mà mình treo lên mà nhiều quá á, như cái vàng đây mình treo nhiều quá mình sợ này, tại vì thanh long nó đã nặng rồi, rồi sắt này cũng lâu năm rồi, cũng tệ gì cũng mười mấy năm rồi đó, 14-15 năm rồi, cho nên là mình sợ nó chịu không nổi, cho nên không dám treo lên nhiều đâu, có treo mấy chậu bên đó thôi. Đó, bây giờ làm cái kệ đây. À, mình lên mạng mình thấy họ bán kệ kệ bằng nhôm á, kệ bằng sắt bằng nhôm cũng có, nhưng mắc quá không dám mua. Rồi tận dụng những cái cây dán đây tự đóng luôn. Cũng kê được, nói chung là làm kê được, không đến nổi. Đó. Đây, nhà còn một mớ ở đây nữa nè. Mai mốt kiếm thêm ít cái dán để ngang nữa rồi đóng thêm. Còn lấy cây đây thì nó bự bự, thì mình chủ yếu thì mình đóng cái cây, cái trụ á, cái trụ như vậy nè. Rồi bây giờ mình quay một vòng cho cả nhà xem cái dâu của mình hôm nay. Đây là hôm nay là dâu đây. Trời mưa, mưa được 2 ngày. Bỏ đá bên thế này. Anh ta kêu con mình á, nó lấy xuống đi, rồi cái kệ này đem qua mép bên kia bỏ, chứ bỏ ở đây thì nó hơi vướng á, cho nên là nhờ nó xách xuống. Hôm nay là cái dâu này kêu là mưa 2 ngày đây. Cả nhà xem, cái này là mình bỏ phân cũng 3-4 ngày rồi ha, bỏ phân bò thêm cho nó nè, rồi xới đất bỏ phân bò nè, rồi chờ ổng mưa, mưa được 2 cơn mưa, cho nên là cả nhà xem cái dâu của mình nó, cái đọt non là nó phúng phúng ra nè, nhìn thấy thấy đẹp mắt không, cái cây cũng rất là bự mập mập luôn ha. Đó, nhìn thấy không, đọt non nó ra rất là nhiều luôn đây. Nhiều chưa, rất là đẹp luôn ha. Còn mấy cái dâu bạch tuyết của mình nè, đó mới trồng xuống đó. Sầu xin, cái gì sầu xin, theo như mình mới trồng ngó xuống á, là những cái ngó nó ra như gì là mình cắt hết, nhưng mà cái thuộc dạng giống này thì giống bạch tuyết thì nó hơi hiếm ít, mình ở bên đây thì ít lắm. Hảo tưởng mà mai xe băng mặn mà ma tôn xin aben đó thì tranh tự tưởng ngồi xe hàng, cho nên là mình hiếm, cho nên mình muốn để nó đặng mình lấy giống vô bạch tuyết này đó. Thì nói chung thì mình chỉ có được có đây được 2 chậu, đây là 2 chậu ngó này cũng là ngó nhưng mà ngó trước nè, rồi nó cũng ra cái ngó con rồi mình xách ra mình trồng nè, nó thuộc dạng ngó đó, cho nên nó hơi hiếm ít thôi, cho nên là nó ra như vậy thì mình để ngó đặng mình lấy ngó. Mọi người mà trồng dâu mà không có dâu cũng vậy nữa, thì đa phần mình nhiều quá thì những cái ngó này nó gì thì mình ngắt bỏ hết, nhưng mà mình đang cần ngó của nó ha, cho nên là mình để. Đấy. Còn cái vàng này hôm bữa để trong mát á, rồi nó gợp quá, rồi mình cũng xách ra ngoài nắng để mình phơi, mình không có để ở trong nữa. Tại vì cả nhà xem cái dâu nè, đây cái này là mình mới đem ra cũng 1-2 ngày thôi. Cái cây mà để trong gợp quá, cả nhà xem cái cọng đó nè, nhìn nó rất là nhỏ luôn, nó mỏng manh không, nó lên không có mập mạp, nó không có đẹp, cho nên là mình phải xem ra mình phơi nắng nhiều, mà phơi nắng nhiều thì trưa mà nắng gắt quá mình cũng sợ, cho nên là cũng có cái lưới đen che ở trên, nó cũng che đỡ cái phần nào thôi ha. Rồi mình đem ở đây cho nắng đây đó, rồi cũng xách ra. Còn bên đây đó, cho cả nhà xem, cái này là cái dâu ngó mình cũng mới trồng sau nè ha. Còn thấy nó mập chưa, cái cây nó bự chưa,
nha. Mình vừa bỏ phân bò xuống được 2-3 ngày rồi, cái có mưa nữa ha, nó gặp được mưa nữa, mình tưới nước cỡ nào thì nó cũng không có mập mạp gì. Đó, nó xuống 1 cơn 2 cơn mưa cái là nó thấm vô rồi, nó cái cây nó tốt nè, nó làm như là mưa xuống là có phân vậy đó. Rồi cái cây nó mập thấy sợ không, đẹp dã man luôn. Cây nào ở đấy nó bự nè, ở bên đây cũng vậy. Quá trời đẹp luôn ha. Nhà xem được cái đọt nó không, mà nó phúng ra như vậy đây, nhìn mà thấy ham vậy đó. À, mùa này không có trái thì chỉ trồng tốt rồi ngắm lá nữa. Nhà xem không, bên đây cũng vậy nè, bên đây thấy nó cũng tốt ra rồi đây. Đó. Nhìn lá nó xum xê, nó tốt, mình thấy ham vậy đó. Đẹp quá trời luôn. À, có tưới cỡ nào đi nữa thì nó không có đẹp bằng trời không mưa. Mà mưa nhiều quá thì cũng không được. Lâu lâu mưa 1 cơn 2 cơn mưa vậy đó thì cây cối cái gì mình trồng nó cũng lên cũng đẹp hết. Mà mưa quá nó không tốt nổi. Mưa quá là nó cũng bị nấm. Này. Còn những cái chậu đây, nhà xem nên rất là xum xê luôn. Đây là những cái chậu mình treo nè. Mình sợ sợ là cái vàng này nó quá nặng cho nên không dám treo. Mà thanh long bữa nay cũng có bông nữa nè, còn những còn bông ra nè. Cái này thì nó mới ra thế này. Đó. Nào xem. Rồi một hồi mình đem cái kệ qua bên góc bên kia. Cái góc mà mép bên đó đó. Để mình để. Rồi đây là rau mình mới trồng. Cái này là rau cải. Cải mà kêu cải bằng dưa á. Nào xem. Đó. Mình trồng được mấy cây. Trời không, nắng quá trời nắng luôn. Thì mình trời vẫn còn nóng, nắng nóng lắm. Nên là những cái cây rau đây á, thì nó thích hợp mà trời lạnh lạnh hơn. Trời hơi lạnh lạnh thì nó thích hợp hơn. Cho nên mình không dám trồng nhiều. Mình mua được có mấy cây, 2, 4, 6 cây. Mình mua được 6 cây là mình trồng vậy thôi. Mình không dám trồng nhiều. Còn ở đây là sú, bắp cải đó. Đó thì cũng mua được 1 chục cây. Rồi cũng trồng đó. Rồi ít cây xà lách. Đấy. Thì xà lách nói chung mùa hè trồng cũng được, nhưng mà nó lên không có đẹp. Những cái rau đây là nó thích hợp với cái mùa mà mát mát lạnh lạnh hơn. Cho nên trời giờ vẫn còn nóng, cho nên mình trồng ít thôi. Đây đó, cái dâu ở đây. Cả nhà xem. Ra cái đọt non nhìn đẹp không? Nhìn lá nó nè. Còn cái loại đây á, thì cái loại giống này nè, thì mọi người xem cái lá nó mà nó nóng quá, nó nhìn nó quấn quấn lại gì đây nè. Đó. Mình có cái loại dâu đây là nó trời mà nắng quá là nó gì đây. Nó nóng quá, nó quấn quấn lại gì đây. Đó. Như là nó chịu nhiệt không nổi. Đó. Còn cái đó lá dâu đi. Cả nhà xem cái đó có bằng bàn tay mình không? Cái lá dâu nè. Ồ, nó tốt. Bự luôn, rất là đẹp luôn. Dâu của mình đa phần là mình đỏ phân bò không ha. Mấy cái đậu bắp. Rồi còn đây thì rau đó, đây là salad hôm bữa mình trồng nè, trồng hôm bữa, bữa nay được bé lớn này rồi đây. Cái này cỏ lên cũng quá trời nè. Nay thì rảnh là mình phải xới. Với lại đất mình bỏ phân bò nhiều á, mình bỏ phân bò không á là những cái cỏ này rất là nhiều luôn.
cái này phân bò, nó có cỏ, nó có cái hộc cỏ ha, cho nên là mình trồng xuống nên phải thường xới đất, thường nhổ chứ dữ lắm. Và cái cỏ đây nè, còn bên đây thì cải trắng rồi đây. Còn hôm bữa mình giải cái cải đây, hình như cải thì hay sao á, ở trong cái bọc á thì mình nói là cải thì, nhưng mà giờ nó ra thì không có giống cải thì. Hay là cải ngọt không biết nữa. Nhìn cái lá nó giống cải ngọt hơn là cải thì. Không phải cải thì, cái lá nó ra nó không phải như gì đâu. Còn đây là cải trắng. Rồi thằng nhóc kêu anh ginh cái ginh phụ cái vàng này qua mép bên kia. Rồi cho cả nhà xem. Cũng đây là cũng mới trồng sao ha. Nó là có mấy cái chậu đó là mới trồng thôi đó. Đó. Đây, cũng có mấy cây su hào nữa nè. Mình cũng trồng trong chậu luôn. Đó, rồi cái kệ này mình xách qua đây rồi. Đó. Có thằng nhóc nhờ đó. Nhờ ảnh ginh qua giùm. Đó. Rồi giờ mình đem mình bỏ lên đây. Hãy trông phân xem mình. Cảm ơn. Rồi đây cho cả nhà xem cái cây cóc. Trái sầm xê luôn không? Đây nó ra đọt là có bông, có trái nữa nha. Cái cóc này nè, trái quanh năm suốt tháng. Rồi, hôm nay quay chia sẻ tới đây cho cả nhà cùng xem. Rồi, hôm nay mình tạm dừng clip ở đây ha. Chúc cả nhà ngày mới có thật nhiều vui vẻ, nhiều sức khỏe. Rồi, bye bye.